Hello, Bờ Dinh rất vui gặp lại cô chú, anh chị trong cái video mới ngày 21 tháng 5 năm 2023 này nha. Thì trong cái video ngày hôm nay, Bờ Dinh giới thiệu với cô chú anh chị khá là nhiều bò đực cũng như là bò mẹ con. Hy vọng là cô chú anh chị bỏ chút thời gian đi xem bên cạnh cùng video để chọn lựa được những con bò quý nhất nha. Còn đầu tiên thì Bờ Dinh xin giới thiệu đến cô chú anh chị một con bò được xin thịt ha. Bò được xin thịt tầm khoảng 2 năm tuổi. Cô chú anh chị nào làm thịt đó thì cũng có thể bắt con bò này tại Bò Dinh kêu theo là giá thịt ha. Còn anh chị nào mua dỗ lên thêm thì con bò này cũng rất là ngon lành, ăn uống rất là ok và nói chung cũng đang tuổi lớn ha cô chú anh chị. Những cái con mực bò được xin tầm này thì bắt đầu nó đang bung ha cô chú anh chị. Được xin tuổi này bắt đầu nó mới lên thịt và chủ nhà đã làm hết công việc cho cô chú anh chị rồi, bây giờ là chỉ có dỗ lên thêm thôi. Những cái con bò xin này là đang bắt đầu chuẩn bị phát rất là nhiều ha. Thì chiều cao Bò Dinh xin báo luôn, bò này chiều cao ngay chỗ thấp nhất của nó là 1m32 ha, ngay chỗ sau lưng cái gu á cô chú anh chị là 1m32 bò. Và theo như quan sát thì cô chú anh chị cũng thấy ha, căng tròn bóng bẩy, cũng không có thiếu miếng thịt nào. Và Bò Dinh xin báo giá luôn cho cô chú anh chị được biết, thì con bò được xin này Bò Dinh xin bán với cái giá là 20.500.000 ha, 20.500.000. Bò đi đứng khỏe mạnh, ăn uống bình thường, không có lỗi phải gì hết trơn ha cô chú anh chị. Và đang cái tuổi lớn ha, chủ nhà thì kẹt tiền nên là giải quyết sớm bò này thôi, chứ thực sự thì bò này giai đoạn này nó đang rất là phát ha. Thì Bò Dinh kêu theo cái giá này thì theo giá thịt thôi ha cô chú anh chị. Còn anh chị nào nuôi dỗ thêm thì bắt con bò này thì Bò Dinh nghĩ rất là hợp lý ha. 20.500.000 cho một con bò đực 1m32 được xin và đang lên cần lên cổ rất là khủng rồi. Còn bây giờ thì mình chuyển qua lô số 2 ha cô chú anh chị ha. Rồi, trước mặt của cô chú anh chị là hai con ba bê đỏ ha. Thì một số nơi anh chị chưa từng biết con ba bê đỏ là như thế nào thì kêu nó là con gút thì cũng bình thường thôi. Thì nói chung thì đây là cái dòng tin cũng lâu khá lâu ở cho Dinh này rồi, nhưng mà một số nơi thì chưa từng bao giờ thấy ha. Con ba bê màu đỏ đỏ này nè thì cũng nói chung cũng cho Dinh này cũng có xuất hiện cỡ 2 năm rồi đó cô chú anh chị. Còn anh chị nào cứ thích kêu con gút thì bình thường, thì Bò Dinh bán cảm thấy hợp lý thì cô chú anh chị cứ việc xem xét thì bắt ha. Thì trong đây thì hai phiên bản, một phiên bản lớn và một phiên bản nhỏ ha. Cái con nhỏ thì chiều cao của nó là 1m1 và cái con bự ú căng tròn chiều cao nó là 1m16 ha cô chú anh chị. Thì nó cũng là cùng một dòng tinh y chang nhau thôi, con lớn con nhỏ. Thì Bò Dinh quay để thị phạm cho cô chú anh chị xem để hiểu để biết được ha. Còn cái con bò đực bự đó người ta đang dỗ, đầu video Bò Dinh có quay đi bắt á, thì nó cũng lên mông lên múi khía khía luôn ha cô chú anh chị. Nó là ba bê đỏ ha, không phải là con quốc đâu ha. Rồi thì cặp bò này thì nó chênh lệch với nhau, nhưng mà tại vì nó cùng một cái dòng tinh nên Bò Dinh bỏ vào. Còn anh chị thích bắt bò dẻo nhỏ thì bắt ha, còn bò đực bự thì cũng bình thường thôi. Bò đực bự này thì thịt thà của nó khá là khủng bố rồi, cả trăm thịt hơn rồi đó cô chú anh chị. Thì cặp bò này thì Bò Dinh để vào quay chung và giá tiền thì nó khá là chênh lệch với nhau. Rồi Bò Dinh xin báo giá ha, cặp bò này Bò Dinh xin bán với cái giá là 32 triệu. 32 triệu gồm có là một con bự lên thịt rồi, bò này dỗ tầm khoảng 6 tháng nữa là đi giống như là tảng thịt di động vậy đó cô chú anh chị. Thì bò bự này thì nó là 1m16 bò. Còn con bò nhỏ đó thì nó hơi dẻo hơn và nó cũng không có được căng tròn ha. Thì bò đó là 1m1 bò. Hai con 32 triệu ha. Cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì xem xét bắt được cho Bò Dinh nhé. Anh chị nào thích xài bò nhỏ thì xài, còn bò lớn thì xài ha, cũng bình thường thôi. Thì bò lớn thì nó trên 5 tuổi là cái chắc rồi ha, nó cũng gần 2 năm tuổi rồi. Còn bò nhỏ này thì tầm khoảng là 6 tháng ngoài ha. Rồi Bò Dinh xin báo lại cái giá ha. Một con là 1m16 là con bò ú này nè, và cái con bò nhỏ dẻo á thì 1m1 ha. Hai con 32 triệu.
Số điện thoại của Bò Vinh là 0366356635 ha. Còn bây giờ thì mình chuyển qua lô số 3 ha. Rồi, trước mặt của cô chú anh chị là ba em bò được kem F1 ha. Chiều cao của ba em bò này thì cũng khá là ngang ngửa với nhau. Có con trội nhất trong đây là con bò kem vàng vàng này nè cô chú anh chị, chiều cao nó là 1m06 bò. Còn con màu trắng trắng này là chiều cao của nó là 1m02. Còn cái con đang tiến lại màn hình nè cô chú anh chị là con bò F2 thì chiều cao của nó cũng là 1m02 bò luôn, và nó non tháng nhất trong đây ha. Hai con F1 thì nó rất là già tháng rồi, tầm 7 tháng rồi. Còn con F2 này nó khoảng là 5 tháng ngoài thôi ha cô chú anh chị ha. Mẹ đó là cái con Angus, và bò Vinh mới bắt nó về cách đây 2 ngày thôi. Nó cũng còn nhớ mẹ chút đỉnh ha. Rồi, thì ba bò này thì hai con F1 đó thì cô chú anh chị yên tâm rồi, nó cứng tháng và nó tách mẹ rất là lâu rồi. Còn con F2 thì nó hơi dẻo dẻo vậy đó, nhưng mà bù lại thì nó là bò F2 ha. Bò Vinh xin báo giá luôn cho cô chú anh chị được biết, lô bò ba con này bò Vinh xin bán với giá là 29 triệu ha. 29 triệu. Nếu như mà cô chú anh chị cảm thấy nghĩ thì alo cho bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635. Đó cũng là cái số Zalo của bò Vinh luôn ha cô chú anh chị. Anh chị nào thích xài những cái mẫu gì lạ lạ đó thì có thể kết bạn với bò Vinh, để bò Vinh có thì bò Vinh sẽ gửi cho. Thực sự thì cũng bò Vinh cũng khá là bận cái cô chú anh chị, nên nhiều khi không có trả lời tin nhắn kịp, thì cô chú anh chị thông cảm nha. Rồi bây giờ mình chuyển qua lô số 4 ha cô chú anh chị ha. Bò Vinh xin nhắc lại cái chiều cao của ba con bò này nha. Hai con bên tay phải đó là 1m02 bò, còn con bên trái con vàng đậm là 1m06 ha. Rồi giá tiền là 29 triệu ha. Rồi, ở lô số 4 này á, thì gồm có một cái con đực xin và một cái con đực là phối tinh là kem, nhưng mà mẹ là Angus ha. Thì tạm thời gọi nó là con Angus luôn cũng được. Bò này không phải ba bê đỏ giống như là cặp số 2 đâu ha cô chú anh chị. Một là kem, hai là Angus thôi. Nè, mặt thì mặt kem nè. Nhưng mà mẹ nó là mẹ Angus rồi, lai nặng quá. Nên là xếp nó vô là con Angus luôn. Bò thuộc dạng như bò pha lấu, bò dê chai. Rồi, cặp bò này thì chiều cao của con đực xin là 1m01. Còn con Angus là 1m09 bò ha cô chú anh chị. Nè, con này nè là 1m09 bò. Xương cối luôn. Mẹ là mẹ Angus luôn nè cô chú anh chị. Còn con đực xin thì xương nó hơi treo ha. Đực xin thì nó mỏng bò hơn. Và nói chung là giá tiền thì nó cũng rất là bèo nhèo thôi, không có gì. Thì cặp bò này cô chú anh chị nào mà thích bắt mấy con phá lấu, mấy con dê chai thì để ý dùng cho bò Vinh nha. Thì bò này thì nuôi thì nhẹ công chăm sóc nè cô chú anh chị. Nuôi từ từ, ăn cỏ ăn rơm chơi vui, cho lớn lớn tàn tí xíu thì thích dỗ thì dỗ. Đó, thì con bò đực xin thì xương nó mảnh hơn so với con đực Angus này ha cô chú anh chị. Angus này cổ thẳng băng à, mẹ nó là mẹ F2 nè. Mẹ nó là mẹ Angus luôn. Cái kem mà nó giống mẹ nè. Thì cặp bò này bò Vinh cũng không có nói nhiều ha, bò Vinh xin báo giá luôn. Giá tiền của cặp bò này là 14.500.000 ha. 14.500.000. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh nha. Giá tiền rất là bèo nhèo hai con bò đực. Thì anh chị về cho ăn rơm ăn cỏ từ từ, cũng rất là nhẹ công chăm sóc ha. Đó, nhìn mặt mày cũng sáng láng nè cô chú anh chị. Con đực xin đó thì tròn tròn bò tí xíu nữa thì nó cũng vô khung B. Còn con đực Angus nè thì tướng tá của nó cũng khá là ngon lành đó. Rồi, 14.500.000 ha cô chú anh chị ha, lô số 4 này. Còn bây giờ mình chuyển qua lô số 5 ha. Ở lô số 5 này là một cái con đực Angus chính tông luôn, không có chạy ra đâu được, và một cái con kem F1 kem bùng, và một con kem F2 kem sừng. F2 nhưng mà lấu nha cô chú anh chị, màu trắng đó. Thì nói chung thuộc dạng lấu lấu này nè cô chú anh chị. Anh nào mà thích chơi đồ mà già cả mà xương xấu ốm ốm nè, thì cái lô này rất là ok đó cô chú anh chị. Con bò kem trắng này là bò F2 nhưng mà mẹ nó là mẹ kem cỏ. Mẹ nó là kem cỏ nên là nó lú cái sừng nó khá là dài đó cô chú anh chị. Còn kem bùng thì nó là F1 chính tông rồi,
Còn con Angus thì cũng đơn giản thôi, nguyên con Angus luôn ha. Rồi, ba con bò này thì chiều cao bò Vinh xin báo luôn ha. Cái con thấp nhất á, là con Angus là 1m12. Còn hai con còn lại là 1m14-15 ha cô chú anh chị. Hai con bò kem này nè, 1m14-15 bò. Thuộc dạng như xấu trai ha, dẻo dẻo, được cái xác. Thì ba con bò này thì nói chung cũng không có lỗi phải gì. Nên là cô chú anh chị nào xài bò tàn, bò xác thì chú ý dùm cho bò Vinh nha. Ba bò này thì bò Vinh xin báo giá cho cô chú anh chị ha, là 31.500.000. Chiều cao thì 1m12, 1m14 và 1m15. 31.500.000. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy nghĩ thì alo cho bò Vinh nha. Còn bây giờ mình chuyển qua lô số 6 ha. Ở lô số 6 này thì mình có hai con F2, con 3B. 3B này đích cũng dung dung nè cô chú anh chị. Chiều cao của 3B đen á là 8.3 nè. Con này là 8.3 ha cô chú anh chị ha. Dài hở, mông má có thừa. Mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó là thuộc dạng như bò đẹp ha cô chú anh chị. Còn con màu trắng á là BB kem. Còn cô chú anh chị thích xài, thích kêu nó là kem thì cũng bình thường. Thì hai con bò này thì trong đây á, thì nó thuộc dạng mini, nhưng mà mini khá đẹp ha cô chú anh chị ha. Nó mông má có thừa đó. Bò 3B, mẹ 3B luôn. Kẹt tiền bán sớm thôi ha cô chú anh chị. Còn cái con kem này nè thì phọt nó dài và đòn nó rất là ok. 3B kem, mẹ kem, cái 3B, mũi xám xám nè cô chú anh chị. Tướng tá thì cũng ngon lành. Nói chung là hai con bò này thuộc dạng đẹp đó cô chú anh chị, nhưng mà mini. Thì anh chị nào thích xài bò đẹp mà cái lượng tiền hơi mỏng á, thì chú ý dùm cho bò Vinh cặp bò này. Dù khó nuôi tầm khoảng 1 tháng 2 tháng ngoài thì nó cũng vô bò độ bò đẹp thôi. Ăn uống thì khỏe mạnh rồi. Nói chung ăn uống mầm bình thường. Thì cặp bò này cũng không có lỗi phải gì hết trơn, nghiêm chỉnh từ đầu đến cuối ha cô chú anh chị. Và bò Vinh xin báo giá luôn cho cô chú anh chị được biết, thì giá tiền của cặp bò này là 15.000.000 ha. Con Baby kem á là chiều cao là 8.8, còn con Baby đen bông á chiều cao của nó là 8.3 ha. 15.000.000. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh hoặc số điện thoại là 0366356635 ha. Hai con bò F2, một con là mẹ 3B, một con là mẹ kem. Mông má phọt, cô chú anh chị thấy tướng tá là ngon lành. Con trắng này đòn rất là dài. Rồi, 15.000.000 cho cặp bò mini này nha cô chú anh chị. Còn bây giờ mình chuyển qua lô số 7 ha. Rồi, bò Vinh xin báo cái chiều cao ha cô chú anh chị ha. Con ngoài bìa này là 1m ha. Và cái con tiếp theo là 9.7. Và cuối cùng là cái con này là 9.5. Ba con ha cô chú anh chị. Tiếp theo là con màu trắng là 9.2. 3B muối ha. 3B kem muối. Rồi, con này là thấp nhất trong đây. Cô chú anh chị để ý vậy là được rồi ha. 9.2. Rồi bây giờ bò Vinh sẽ thả ra để cho cô chú anh chị quan sát nha. Rồi thì trong đây á, thì ban 3B á, thì là toàn bộ là 3B F1. Còn cái con kem trắng trắng 3B kem á, thì nó là bò F2. Ba con màu đen là bò F1 hết ha cô chú anh chị. Và theo như quan sát thì nói chung là nó tầm khoảng 7 nút ha cô chú anh chị. Không đẹp không xấu, dạng như là cũng dẻo dẻo nhưng mà phọt thì cũng có, chứ không phải là không có nhưng mà nó cũng không có được đẹp. Nói tóm gọn là nó tầm khoảng là 7 nút ha. Còn con kem đít muối này cũng vậy, nó cũng chưa có căng. Nó phải căng lên nó mới có tiền nhiều ha cô chú anh chị. Còn bình thường thì giá cả của nó cũng khá là mềm đó. Rồi, bò Vinh xin báo giá luôn cho cô chú anh chị được biết ha. Lô bò 4 con này, 3 con 3B đen F1, chiều cao là tầm 1m, 9.7, 9.5. Và một con kem đít muối chiều cao là 9.2. Giá tiền của 4 em này là 42.000.000 ha. 42.000.000. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh nha. Ba con 3B đen á, thì rất là già tháng rồi cô chú anh chị. Nói chung là nó cứng cáp hết rồi. Còn con muối thì cũng đã dứt sữa rồi. Con muối thì tầm khoảng là 5 tháng thôi, nhưng mà đã dứt sữa rồi ha cô chú anh chị yên tâm nha. Rồi thì 42.000.000 cho 4 bò này. Cô chú anh chị xem xét giùm cho bò Vinh nha. Còn bây giờ mình chuyển qua lô số 8 ha.
Ở lô số 8 này gồm có hai kem và hai cái kem và hai cái 3B. Thì chiều cao của hai cái kem là con 1m và con 1m05. Con tiếp theo là con 3B đen á là 9 tấc rưỡi. Con 3B đen này là cô chú anh chị trúng yếm lông thòng luôn nha. Và cuối cùng là con 3B đỏ 8 tấc 8 thuộc dạng như phá lấu da chai. Rồi bốn con bò này thì hai con cao, hai con kem và hai con 3B hơi lùn nhỏ mini, thì cô chú anh chị bắt cặp nào thì cũng ok thôi ha, rồi Vinh có thể sẽ lẻ ra bất cứ con nào cũng được. Rồi nói chung thì cũng không có lỗi phải gì hết trơn, thì có sao bò Vinh quay vậy ha. Chỉ có một cái lưu ý nhỏ là cái con 3B đen á, thiện bò nó rất là đẹp, anh chị nào mua nuôi á, thì có thể xem xét bắt con 3B đen nha, đúng yếm lòng thòng luôn, chuẩn bò sinh sản luôn cô chú anh chị. Nói chung là không chê vào đâu được đâu, 3B đen nhỏ này nè, giá tiền của nó cũng không có nhiều tiền. Còn hai con kem và cái con 3B đỏ bụng bự á, thì cô chú anh chị nào nuôi dỗ tròn tròn bò để cậu B thì chú ý ha. Thì bốn bò này thì bò Vinh xin báo giá luôn cho cô chú anh chị được biết á, là 24.500.000. Thì 24.500.000 cho bốn bò cái tơ. Còn cô chú anh chị thích bắt con nào cũng ok, bò Vinh có thể xé ra bán bình thường ha. Rồi bây giờ mình chuyển qua lô số 9 ha cô chú anh chị ha. Ở lô số 9 này là mẹ con 3B lứa đầu tiên, con gá đực đeo theo là tầm khoảng tháng ngoài. 3B thì lứa đầu tiên luôn, 3B tơ ha cô chú anh chị. Mới sinh sản lứa đầu tiên. Con chiều cao của con bò mẹ là 1m14 bò, và con bò con là 7 tấc 7 ha. Mẹ con này thì nói chung nó rất là thuần, và sữa sùng thì rất là mát sữa nha, bò mẹ rất mát sữa. Bò mẹ thì mới có lứa đầu tiên nên xác của nó còn hơi nhỏ con, nhưng mà thịt thà nó rất là ok. Thì có thể là hai ba lứa nữa nó cao lên tầm khoảng 1m2 của chú anh chị. 1m14 bò hiện tại thôi. Và con ngé thì 7 tấc 7. Thì cô chú anh chị quan sát kỹ giùm cho bò Vinh nha, tại bò nó mới xuống xe, bò Vinh bắt mẹ con mới vừa về không à, nên là nó còn hơi nhát đó. Giò cẳng thì nghiêm chỉnh ha cô chú anh chị, bầu vú thì sạch sẽ, mới lứa đầu tiên. Giò trụ thì rất là to, rất là bự, bò mẹ đó cô chú anh chị. Nói chung là không có lỗi phải gì, lòi lú thì yên tâm, giật giò giật cẳng không có ha. Những cái con bò 3B đẻ con ra thì nếu như cô chú anh chị đẻ được một lần hai lần, đặc biệt là bò F1 như thế này, thì sữa của nó không thua gì những cái con bò Angus đâu ha. Rồi thì bò Vinh xin báo giá luôn cho cô chú anh chị được biết ha. Lô bò mẹ con này bò Vinh xin bán với giá là 18.500.000 ha. 18.500.000. Bò mẹ rất là sạch bò, rất là nghiêm chỉnh ha. Còn bò con thì theo như quan sát thì cô chú anh chị cũng thấy rồi, đòn nó khá là dài đó cô chú anh chị. Bò mẹ thì mới lứa đầu tiên, đi đứng khỏe mạnh, yên tâm chuyện đó. Nói chung là còn để giống rất là nhiều lứa phía sau, tại vì nó đã đẻ được thuần thục một lứa đầu tiên rồi, nên cô chú anh chị yên tâm nha, những cái lứa sau thì đẻ rất là dễ. 18.500.000 cho lô bò mẹ con này ha. Còn bây giờ mình chuyển qua lô số 10 ha. Ở lô số 10 này là mẹ con Good và con ngé cái là ngé cái 3B. Ngé cái 3B rất là đẹp và con mẹ thì còn khá là trẻ ha cô chú anh chị. Bò mẹ thì chiều cao là 1m22 và bò ngé cái là 9 tấc 6 ha. Mẹ con này thì nó thuần thục rồi, bò mẹ tầm khoảng là 2-3 lứa rồi. Nhưng cô chú anh chị nào để ý thì con bò ngé cái rúng là rúng triền luôn. Dạ vú thì nói chung là nó rất là mát sữa, bò nghe cái con á cô chú anh chị. Còn bò mẹ thì yên tâm cái chuyện lòi lú giật giò giật cẳng nha. Mẹ con này thì cũng rất là chuẩn bò, rất là đẹp bò đó. Thì mặc dù bò mẹ thì hơi ốm nhưng mà chiều cao nó cũng tương đối khá ha, 1m22 bò. Còn con nghe cái thì cô chú anh chị quan sát thì đó, rúng yếm lòng thòng luôn. Và dạ vú thì nói chung là rúng chiền. Nói chung là những con bò như thế này thì để làm giống thì tuyệt vời. Rồi mẹ con này thì nó cũng mới vừa xuống xe, nó hơi hoảng hốt thôi. Bò Vinh thì bảo đảm cho cô chú anh chị chuyện là sữa và lòi lú giật giò là không có ha, tại vì bò Vinh lại gần quay chi tiết nó còn hơi nhát đó.
Rồi, mẹ con này bò Vinh sinh bán với cái giá là 19 triệu 500 ha. Bò mẹ rất là đẹp và nói chung là rất là mát sữa. Còn bò nhái con thì hiện tại bây giờ thì bán bê không nó cũng tầm khoảng 7.000 8.000 rồi ha cô chú anh chị. 19 triệu 500 cho cái lô bò mẹ con này. Còn anh chị nào mà thích để mà nạp giống ở phía sau thì nên để lại con bò nhé nha. Bò nhé cực kỳ đẹp, bò Vinh rất là kết bò nhé này. Rồi, chim boa thì bình thường không có loài lú gì đâu cô chú anh chị, yên tâm phần đó ha. Rồi bây giờ mình chuyển tiếp theo nữa qua lô số 11 ha. Ngày hôm nay cũng khá là dài rồi. Rồi ở lô số 11 này là mẹ con 3B, con bò mẹ thì loại là 3B bông bự ha cô chú anh chị, chứ không phải bò sữa nha. Bò sữa là hình nó khác nhiều lắm, cái này là tại vì cái nguồn tinh của nó là ra cái bông bự bự này nè, nhìn nó khá là giống bò sữa nhưng mà nó là con 3B nha, bò Vinh đảm bảo cho cô chú anh chị. Bò mẹ thì mới lứa đầu tiên luôn nha cô chú anh chị ha, bò tơ lứa đầu tiên luôn. Còn chiều cao của bò mẹ là 1m17 bò, còn bò nghé cái là 9 tấc 3. Nghé cái này thì nó cũng khá khá bò, tròn tròn bò ha. Con bò mẹ thì thịt thà còn khá là nhiều bóng bẩy, đi đứng khỏe mạnh, lứa đầu tiên thôi. Đặc biệt là mẹ con này thì nuôi con cũng khá khéo nè cô chú anh chị, bò mẹ sữa rất là nhiều ha. Rồi bò Vinh không làm mất thời gian của cô chú anh chị nữa, bò Vinh xin báo giá luôn nha. Lô bò mẹ con này bò Vinh xin bán với giá là 16 triệu 500 ha. Mặc dù rúng yếm nó hơi thiếu ha, nhưng mà mẹ con thì cũng khá là đầy đặn. Anh chị nào có cái phương án là nuôi để lấy thịt cũng có thể xem xét bắt giùm bộ mẹ con này nha, nó cũng ngay chốc cái giá thịt thôi, 16 triệu 500. Còn anh chị nào muốn mua lẻ con bò nghé hoặc là mua bò bự thì cũng có thể alo bình thường nha. Tại vì bò nghé cũng khá lớn rồi, bò nghé tầm khoảng là 4 tháng rưỡi rồi, bò Vinh vẫn có thể tách ra được bình thường. 16 triệu 500 cho lô bò mẹ con, mẹ lứa đầu tiên. Chiều cao là 1m17, con nghé là 9 tấc 3 ha. Rồi bây giờ mình chuyển qua lô số 12 ha cô chú anh chị ha. Thời gian cũng khá dài rồi. Ở lô số 12 này mẹ con này thì bò Vinh vẫn có thể tách ra được bình thường luôn ha cô chú anh chị. Tại bò con quá lớn rồi, gần bằng bò mẹ rồi. Và con bò xin thì nói chung thì nó cũng đi đứng khỏe mạnh bình thường, nhưng mà nó là chặng 3 ha. Bò mẹ là chiều cao 1m1, tầm khoảng là 4 lứa à cô chú anh chị, bò xin cỏ đó, còn đi đứng khỏe mạnh. Còn cái con bò nghé 3B thì chiều cao của nó là 9 tấc 7 rồi, gần bằng bò mẹ rồi cô chú anh chị. Nên là bò Vinh có thể tách ra được bộ mẹ con này ha. Còn anh chị nào mà thích bắt nguyên bộ được thì bò Vinh rất là cảm ơn ha. Mẹ con này thì bò Vinh cũng không có nói nhiều, nghiêm chỉnh hết, không lời lú, không giật giò giật cẳng. Bò nghé cái đeo theo thì cũng khá bự rồi. Anh chị nào mà có cái đám tiệc mà chuẩn bị làm đám nhỏ nhỏ thì bắt bộ mẹ con này về thì cũng rất là ok ha. Rồi bò Vinh không làm mất thời gian nữa, bò Vinh xin báo giá luôn cho cô chú anh chị được biết, mẹ con này bò Vinh xin bán với cái giá là 13 triệu 500 ngàn ha. 13 triệu 500 cho con bò mẹ thì tầm khoảng 4 lứa và con nghé cái thì tầm khoảng là 5 tháng rưỡi ha. Video tới đây cũng khá là dài rồi, bò Vinh xin phép dừng tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong cái video tiếp theo trong cái ngày gần nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.